Bạn có luôn cảm thấy thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng? Nếu có, xin hãy cùng tôi tạm dừng một bước. Phải, dừng một bước, đứng yên và nhìn ngắm hiện tại. Nhìn rõ và thấu hiểu những gì đang xảy ra. Ta chỉ có thể sống chậm lại khi ta biết dừng chân, thả những bận rộn xuống và suy ngẫm. Đó là cảm nhận bao quát về một cuốn sách mà tôi đã đọc và rất tâm đắc. Và nó mang tên Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, hay có tên phiên âm tiếng Anh là The Things You Can See Only When You Slow Down, của tác giả Haemin. Và đây là một cuốn sách bestseller từ Hàn Quốc. Đại đức Haemin là một tu sĩ trẻ năng động, một nhà lãnh đạo tài ba của Hàn Quốc. Không những thế, cũng còn là một nhà văn tương đối nổi tiếng với những cuốn sách hành danh như Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo hay Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã mà tôi sắp giới thiệu với các bạn đây. Điểm đầu tiên thu hút tôi khi vừa mới nhìn thấy cuốn sách này là thiết kế bên ngoài bìa. Giản đơn, gần gũi, nhưng những câu chữ bên trong và cả ngoài bìa đều vô cùng ý nghĩa, thấm vào trong tâm trí tôi những suy nghĩ sâu sắc của người viết, làm tôi ngộ ra rất nhiều điều và những bài học thật sự quý giá. Và sau đây là một số đoạn trích mà tôi rất tâm đắc từ cuốn sách này. Theo đại đức Haemin, ta chỉ cần bình tĩnh ngắm nhìn và dần buông bỏ, ta sẽ lại trở nên thanh thản và an nhiên. Nhờ đó mà tôi đã bớt nổi nóng và giận dữ, biết buông cái ức chế nhất thời để giữ cân bằng cho sự hạnh phúc. Những thay đổi nhỏ này đã giúp tôi trở nên cởi mở với mọi thứ hơn và nhìn rõ những thứ mà khi bị bản năng lấn át, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Tránh lặp lại những lỗi lầm mắc phải trong quá khứ, và nhờ những tác động của cuốn sách, tôi đã dần hoàn thiện hơn bản thân mình. Các bạn thấy không, chỉ từ một cuốn sách mà mình đã học được nhiều điều như vậy đấy. Và các bạn hãy tưởng tượng xem, mỗi người trong chúng ta 2 tuần đọc một quyển, 1 tháng sẽ đọc 2 quyển, và 1 năm là được 24 quyển rồi. Biết bao nhiêu kiến thức, điều hay và mới lạ. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng đọc một ít, luôn có kế hoạch đọc sách rõ ràng, luôn tích cực tìm hiểu những kiến thức mà cuốn sách mang lại, và hãy luôn mang theo sách bên người để hạn chế sử dụng mạng xã hội, và luôn đọc nhiều thể loại khác nhau, bởi vì sách hay là kiến thức của nhân loại đều là vô cùng vô tận. Đến đây, video của mình cũng đã dài. Mong các bạn đã học được điều gì đó qua video ngắn ngủi này của mình. Và cùng nhau, chúng ta hãy tạo nên một xã hội mà ai ai cũng đọc sách.